Huấn luyện viên Mai Đức Chung, tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của tuyển nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu rất cố gắng và để thua 0-3 trước đội tuyển nữ Hàn Quốc tại trận ra quân bản Sevikika ASEAN Cup 2022. 12 đang diễn, diễn ra tại Ấn Độ. Đây là trận đấu mà các cô gái Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực dù gặp nhiều khó khăn về lực lượng đua Covid-19. Sau trận Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung thay mặt ban huấn luyện khen ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị trước đó. Huấn luyện viên Mai Đức Chung hài lòng về màn thể hiện của các học trò. Trận đấu với Hàn Quốc lúc đầu khá chênh lệch. Cầu thủ của chúng tôi hầu như bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nên hơn 10 ngày nay không được tập luyện và một ngày trước trận đấu. Chúng tôi mới có duy nhất một buổi tập làm quen sân bãi với bóng. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu của các cầu thủ hôm nay rất tốt, đáng khen ngợi. Đó là tinh thần của người Việt Nam. Đó cũng là một tinh thần góp sức vào sự thành công của giải đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ thêm, lúc đầu tôi nghĩ chúng tôi sẽ thua nhiều hơn, nhưng thực tế đã khác. Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, tôi đã động viên các cầu thủ lấy thi đấu làm tập luyện. Rõ ràng trong hiệp 2 các cầu thủ chơi tốt hơn rất nhiều. Đánh giá về đối thủ tiếp theo, huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận định, theo dõi trận đấu giữa Nhật Bản và Myanmar. Tôi thấy trình độ của các cầu thủ Nhật Bản khá đồng đều về kỹ chiến thuật, tôi đánh giá cao đội Nhật Bản. Đó là một ngọn núi khó khăn, nhưng càng khó khăn chúng tôi càng phải nỗ lực hơn nữa. Trước trận đấu tiếp theo, chúng tôi có thêm thời gian chuẩn bị, dù ngắn nhưng đáng quý. Các cầu thủ có thêm ngày nghỉ hồi phục sức lực, rèn luyện, thêm cảm giác bóng, kết hợp ăn uống tăng cường sức khỏe, tôi nghĩ tinh thần toàn đội sẽ dần được cải thiện. Cùng với số vận động viên hồi phục sau Covid-19, đội cũng sẽ có thêm lực lượng cho trận đấu tiếp theo. Vào ngày 24 tháng 1, tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu được dự báo còn khó khăn hơn nữa khi đối thủ là các nhà đương kim vô địch Nhật Bản.